Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anti Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ chính thức đến với một cái em dragon khá là ấn tượng luôn, đó chính là rồng đá nha các bạn. Con này là hai ngôi sao vàng lấp lánh và hiện tại thì chú ấy chỉ mới level bao nhiêu ta, chưa kịp coi nữa. À và bây giờ thì mình sẽ nâng lên cho một các bạn nữa, đó, thành viên này lên một sao để cho nó có sức mạnh bá đạo một chút xíu. Rồi cùng nhau. À và hôm nay chúng ta sẽ không quên làm cái sự kiện cũng như là cái chơi sự kiện này nha. Nhiệm vụ thì quýnh trong list. Ok, quýnh trong list thì khó rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái khu vực arena và mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về sức mạnh của bé rồng đá. Ủa, con dragon đá hình như nó không được vào đây ấy. Rồi, chia buồn. Bé dragon đá 2 sao của chúng ta không được vào khu vực này các bạn nha. Vậy thì thôi, anh em chúng ta đành phải chiến đấu với những cái em hiện tại mình đang có. Đó, đầu tiên thì wow, con này đúng là lạ luôn ấy. Lần đầu tiên mình trông thấy cái em đẳng cấp Legend 4 hệ này. Cầm thêm một cái cây móc và level 35. Rồi, khiêu chiến nhẹ luôn. Wow, 36k các bạn à. Nó đang được đam với mình cho nên mình phải né nó. Nhà tới chiến binh này xem ổn không. Ok, con này thì nó ổn hơn. Tem nó không có được đam với mình cho nên nó là mình có thể chiến đấu một cách khá là dễ dàng. Rồi, nhưng mà mình vẫn bị thốn máu khá là cao. Thiên thần. Mình thấy đôi cánh này rất là giống thiên thần cho nên mình đặt tên cho bé này là thiên thần. Bạn nào có tên nào hay có thể comment vào bên dưới rồi mình sẽ đổi tên cho cái bé này nha. Ở đây đó thì mình sẽ cho chiến binh mặt trời đi. Wow, cuộc đại chiến nảy lửa giữa hai thành viên. Tiếp theo thì rồi sẽ nhào tới chiến binh bằng giá nha. Bạn này thì match chữ A cộng rồi, không cần phải luyện chữ nữa đâu. Wow, 20.000. Lượng sát thương đam đúng to luôn các bạn à. Xin thêm bạn đáp trả. What? Hơi ấm em chết. Cảm giác rất là phiêu luôn. Wow, phải nói rằng cảm giác khá là ấn tượng. Mình tưởng là banh sáng rồi nhưng mà vẫn may còn được mấy trăm giọt. Không sao, bây giờ thì oh my god, đội hình này thì mình chịu thua rồi. Level quá cao, 40, hơi nhịn luôn. What? Level 60 là mà mát 5 ngôi sao luôn. Bớt đồ hộ em ấy man. Dường như là chúng ta không có những đội hình mà vừa phải là yếu yếu. Toàn là đội hình khủng không à. Đó, các bạn thấy chưa, toàn hàng VIP không, trong khi mình thì chỉ là tấm thân nhỏ bé. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh Anti Mobile thì hãy cho mình một đăng ký kênh nha. Và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên để khi mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và đừng quên cho mình một like ủng hộ với để mình có thêm động lực mà ra nhiều tập mới cho các bạn xem nha. Bạn nào mà không nhận được thông báo thì vào lúc 11 giờ trưa cũng như là 5 giờ chiều là hai cái khung giờ mà mình ra những cái tập mới. Các bạn chỉ còn lên YouTube gõ HNT thôi là sẽ ra nha. Wow, còn đây là Titan cây à. Thành viên này là Mithy Titan các bạn à. Sự kết hợp hoàn hảo giữa 4 con dragon Titan mới tạo ra được cái bé này. 13.000. Wow, tính là chiến binh bằng giá của chúng ta vẫn còn cầm cự tốt. Trận này thì nó hơi bị căng rồi. Con này chỉ cấp E thôi nhưng mà hiện tại nó tới 50.000 máu lận. Khá là mập mỉm. Đành phải chơi hết mình vậy. 7.000, 25. 5. Cam của mình thì không lên nổi. Thôi chịu vậy.
lên 17.000, y như dự tính và chúng ta không chịu nổi 20 luôn. Tính ra là con nào ra trước là con đó chết trước. Mình quyết định giữ lại anh Ratun vì con này hiện tại là 2 ngôi sao và là level cao nhất. Mong rằng chú ấy có thể gánh gồng cái độ khó lần này. Nhìn tiếp. Wow, sao càng đổi nó càng khó vậy ta. Ca này cái bò không vui rồi nghe. Tới luôn. Trận này hơi liều lĩnh một chút xíu nhưng mà mình cũng hết cách rồi. Ây cha, 17. À wow, mình đang được tăng sức mạnh nè. Như vậy thì mình có thể cân cả thế giới luôn đấy. Không có con nào được đam luôn nữa hả. Thỏ trắng cố lên 12k. À tiếp theo mình sẽ nhờ tới cái con màu tím đi ha. Đây, con màu tím sẽ hạ được và con màu tím sẽ chịu một cái lượng sát thương đến từ team bạn. Mong rằng chú ấy còn sống. 17. À và mình được tăng sức mạnh nữa nè. À và mình chịu được một đòn luôn. 17. Rồi. Ca này cái bộ hơi căng ha. Vậy thì mình chấp nhận mình hy sinh cái con này đi. Vì cái bé này hiện tại mới có chữ B cộng thôi. Mình sẽ giữ gìn cái con này. Mình vừa thua level và vừa thua chữ nữa. Rồi tiếp theo thì sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của chiến binh văn giá nha. Ây cha cha. 15. Mình chịu được một hit. Nếu như mà 16, 15 mình vẫn chịu được. Đó. Mong rằng bạn này đam trên 23 chứ. 23.756. What? Vẫn bị thiếu một chút xíu các bạn ạ. Thiệt tình luôn á. Gọi là mang con nào ra là chết con đó. À, mình lên được một cái chữ mới, đó là chữ A trừ rồi. Wow. Và hình tiếp theo của chúng ta sẽ như thế nào đây? Lão già hả? Baby. Đình lòng. À, chắc lẽ là mình sẽ cho cái con này nó núp ở phía sau đi. Bớt chịu một lượng sát thương từ đầu game. Tiếp tục đổi đội hình nè. Wow. 5 ngôi sao luôn. Thôi nhận tiếp. Cái này chắc tốn tiền quá các bạn ở chơi luôn. Đội hình lần này của tên bạn đó thì có con nhạn rồng nè, con tenon. Rồi em này thì được cái đó là đam nó không có to nhưng mà được cái là máu nó khá là nhiều. 14.000 luôn. Đam không to nhưng mà khi mà nó được tăng gấp đôi đó thì nó cũng hơi thốn. Rồi thôi chạy vô đi, con này quýnh thấy cay máu quá. 12.000. Vậy thì baby không hạ được. Cố lên. Độ khó đang được tăng cao. Hay là do mình quá yếu nhỉ? Đây, bánh xe phong quả lưng vừa được thi triển bởi anh bạn Đen Dông. Rồi, chạy vô. Quýnh rồi là mình phải biết dưỡng sức mới được. Mình hổ báo quá là banh xác liền. 4 ngôi sao vàng lấp lánh. Tới luôn. 22. Tên bạn còn 24. Vậy nói như mình còn phải 2 hit mình mới hạ được. Chạy trời không khỏi nắng mà mang con nào ra lại chết con đó. Nãy giờ là 3 lần liên tiếp luôn á. Đây. Lại 2 thành viên bị hạ. À, bây giờ mình mở được chiếc rương nè. Để xem được bao nhiêu mảnh Legend Daisy nha. 8 mảnh Legend Daisy thôi. Không có nhiều.
Wow. Nãy giờ là cứ hai con đầu là chết hết. Đây là le gành nè, cho nó ăn xíu cho nó mạnh mẽ lên. Rồi. Nhưng mà chiến đấu với những anh đại thì chúng ta vẫn không cầm cự lại. Chiến luôn. Action. Thành viên đầu tiên là Chung Lễ level 35. Oh my god, mình cho nó ăn cũng như không. Cho ăn như là không cho vậy. Wow, 14 hả? Một mình không biết một mình chiến binh vân giáo có thể cầm cự nổi hay không. Mình thấy cái con này của mình cũng khá là hầm hố. Nhưng mà so với level hay là về cái độ khó thì tem bạn nhiều quá. À, mình đang được tăng sức mạnh nè. Lão già râu dài đang thi triển khả năng. Ok. Thêm một hit nữa. À, được bé Lu rồi. Tiếp theo là hai ông già sẽ chon với nhau. Rồi, hai ông già này chon với nhau thì quá tuyệt vời. Mình thì dù sao mát chữ A cộng rồi, cho nên lão già râu dài của tên bạn không ăn hiếp được mình đâu. Wow. Win nhẹ. Ok, và chúng ta còn cái sự kiện rất là đặc biệt luôn mà chưa có chơi được này. Đâu rồi, đây, sự kiện này của mình. Một đường ngang đi. Đó, thoải mái luôn. Bây giờ thì phải làm sao đây? Đây. Cái bộ ca này nó hơi căng. Ok, và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.